Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn là mình dâm cành cây hoa hồng Eden bằng nước nha các bạn. Thì bây giờ mình đã cắt vào hai nhánh hoa hồng Eden. Đó, hai nhánh như thế này. Một nhánh không có lá và một nhánh còn lá tại vì nó ở phía trong nha các bạn. Thì mình tỉa, lúc này là mùa đông rồi nên mình cắt bớt những cái nhánh ở ngoài bụi để cho mùa xuân nó lên mầm mới mạnh mẽ hơn các bạn. Thì những cái nhánh này mình thay vì bỏ thì mình đem vô mình dâm cành để mình làm cho có những cây hoa hồng mới nha các bạn. Thì dụng cụ của Quỳnh Mai hôm nay là mình dâm cành bằng nước chứ không phải bằng đất. Thì mình chuẩn bị sẵn là đây là cái chai Routine Hormone bằng nước các bạn. Cái hiệu KLN của hãng Dana Grow. Đó. Thì hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn rồi, hôm nay mình thực hành nha. Thì đây là Routine Concentrate, tức là cái thuốc làm cho mọc rễ mạnh nhất đó các bạn, rất là mạnh hơn là loại bột. Thì bây giờ Quỳnh Mai chuẩn bị sẵn một bình ga lông nước nè. Cái bình này là một ga lông nước uống đó các bạn. Thì Quỳnh Mai có lấy sẵn đây là muỗng cà phê. Thì bây giờ mình pha nha. Mình pha một muỗng cà phê này vào trong một ga lông nước. Đó. Mình đổ ra một muỗng thuốc rồi nè các bạn. Một muỗng cà phê thuốc. Mình đổ vào trong cái bình nha. Vào trong cái bình nước. Để mình pha. Đó, mình đã đổ vào một muỗng cà phê rồi. Thì bây giờ mình sẽ lắc để cho nó thuốc hòa lẫn vào trong cái bình một cái lon nước này. Mình đóng nắp lại và mình lắc mạnh để cho thuốc nó hòa tan nha. Bây giờ mình lắc cho nó hòa tan vào trong nước rồi thì mình chuẩn bị 4 cái ly. Đây là ly ni lông màu trắng không đục lỗ để đựng nước nha các bạn. Thì mình sẽ chế nước vào trong cái 4 cái ly này, không có gần tới cái miệng nó các bạn, cách cái miệng nó chừng 1 inch. Đó, mình đổ vào. Mình đã đổ nước pha thuốc Routine Hormone vào trong 4 cái ly rồi nha các bạn. Thì cách cái miệng ly là cỡ 1 inch. Bây giờ đến cây hoa hồng. Thì cây hoa hồng này mình cái nhánh hoa hồng này mình sẽ cắt ra từng khúc và mỗi khúc là cỡ chừng một gang tay nha các bạn. Đó. Quỳnh Mai đã cắt được 4 khúc hoa hồng các bạn. Thì một khúc cỡ chừng 2 inch. Đó, đây nè. Thì mình chọn cái khúc nào có mắt lá thì mình đếm cỡ chừng 4 cái mắt lá các bạn. Đó, thì nó nhỏ như thế này. Xong rồi thì Quỳnh Mai tìm một miếng mớp. Đây, Quỳnh Mai cũng cắt 4 miếng mớp màu trắng và mình khoét một cái lỗ nhỏ cỡ bằng cái bề hoành của cái nhánh hồng các bạn để mình ghim vào. Đó, mình cắt 4 cái miếng mớp mà bề dày nó cỡ chừng 1 phân nha các bạn. Và cái cắt thành hình vuông và mình để thử vào trong cái miệng ly á, cho nó vừa với cái miệng ly
nếu lớn quá thì nó không có vừa cái miệng ly. Rồi mình khoét 4 cái lỗ như vậy, rồi mình mới cắm 4 cái nhánh hồng vào các bạn. Đây. Đó. Mình cắm 4 nhánh hồng vào 4 cái miếng mớp, nhưng mà mình sẽ cho nó xuống phía dưới sâu các bạn, để khi mà mình để vào trong ly đó, cái phần gốc của nó sẽ xuống dưới cỡ chừng 2 cm, ngâm vào trong cái ly nước nha. Rồi với tác dụng của cái thuốc rutin hormone thì nó sẽ ra rễ. Còn mà mình cắt cái nhánh hồng dài quá rồi mình ngâm, mình để ở trong cái ly, đứng trong cái ly thì cũng được, nhưng mà nguyên nguyên cái cành nó ngâm vào sâu quá thì cũng không có tốt. Nó thường làm cái nước của mình ở trong ly nó thúi các bạn, nên mình chỉ ngâm một khúc nào để cho nó ra rễ thôi. Còn cái phần trên của cái cây nó vẫn ở trên cái không trung chứ nó không có nhúng vào trong nước nha các bạn. Mình đã cầm những cái nhánh hồng vào trong cái miếng mớp rồi các bạn. Cái phần ngọn thì đưa lên trên như thế này, còn phần dưới thì các bạn chú ý là nên để cái mắt lá xuống phía dưới để ngâm trong nước, thì từ cái mắt lá đó nó mới mọc ra rễ. Còn nếu mà mình ngâm trong nước mà không có cái phần mắt lá thì nó lâu ra rễ lắm các bạn. Thì cái cây nào Quỳnh Mai cũng để ra, đây là cái mắt lá nè. Rồi mình ngâm cái mặt này xuống dưới nước. Cái nước nó có cái thuốc rutin đó thì nó sẽ mọc rễ ra từ cái mắt lá này đó các bạn. Đó, khi mà mình xơm cái nhánh cây hồng vào trong cái miếng mút này thì mình phải để cái mắt lá nó xuống phía dưới, sâu xuống phía dưới. Còn cái nhánh nào nó không có mắt lá thì mình không có găm vào các bạn. Đó. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ để đó cái mắt lá, các bạn nhìn thấy cái mắt lá nó nằm đây, như trường hợp cái nhánh này nè, cái mắt lá nó sâu cao ở phía trên thì mình cũng phải đẩy nó xuống nặng cho cái mắt lá hiện ra như thế này. Rồi mình để vào trong cái ly nước thì cái miếng mớp này nó sẽ nổi lên trên như thế này, nó ngâm cái phần mắt lá ở dưới đó thì nó mới lên, nó mới mọc rễ ra. Nó mọc rễ ra rồi thì cái mầm nó sẽ mọc ngay cái mắt lá ở phía trên, còn phía dưới thì nó mọc rễ nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ngâm vào cho các bạn xem nha. Đó, cây nào cũng có cái mắt lá hết. Cái nhánh này thì cái mắt lá ở phía dưới cuối, còn cái nhánh bên đây thì mắt lá ở phía trên, nhưng mà cũng không sao hết các bạn. Đó, mình để vào trong cái ly nước thì nó sẽ nổi lên trên, tại miếng mớp này nó nổi nha. Đó. Rồi, vậy là xong các bạn. Vậy là mình ươm cành hoa hồng vào trong nước để cho nó ra rễ thay vì vào trong đất nha. Thì có hai cách dăm cành. Cái cách thứ nhất là mình dùng cái rutin hormone bằng bột. Đó là cái hộp này. Hộp này là rutin powder các bạn. Tức là mình dăm cành nó vào trong đất thì mình dùng cái rutin powder, mình ghim nó vào trong đất để cho nó mọc rễ ở trong đất. Còn cái cách thứ hai thì mình dùng cái rutin concentrate, đây cái KLN là
cái loại bằng nước thì mình phải pha một muỗng cà phê cái thuốc đó với một ga lông nước, rồi mình đổ vào trong cái ly như thế này, rồi mình mới để cái nhánh nó vào trong nước. Mà mình phải để cái mắt lá nó ở phía dưới nước để cho nó mọc rễ từ cái mắt lá nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình mai chia sẻ với các bạn là mình ươm dăm cành cây hoa hồng Eden bằng nước với lại rutin concentrate KLN. Thì cái thuốc rutin này nó bằng nước nên mình phải pha với lại một muỗng cà phê thuốc với lại một ga lông nước, rồi mình mới đổ vào trong ly và mình ngâm cái cây đó vào trong cái ly nước như Quỳnh Mai làm cho các bạn xem đó. Đó, thì mình dùng cái miếng mớp để cho cái phần thân của nó nổi lên trên các bạn, còn phần mắt lá thì mình phải để chìm ở ngâm ở trong nước để cho nó ra rễ. Nếu không có mắt lá thì nó sẽ không có ra rễ nha các bạn. Vậy thì cái loại mà rutin liquid này đó thì mình ngâm nước để cho nó ra rễ. Chừng nào khi mà nó ra rễ ở trong nước thì mình cái ly trong vậy nè, mình thấy rõ ràng rễ mà nó mọc ra thành từng chùm và ở phía trên lá mọc lá non mọc ra thì mình biết là đã thành công rồi nha các bạn. Và khi mà dăm như vậy trên cành mình cũng để dài cái lá để cho nó thở nha các bạn, để nó quang hợp với ánh sáng. Và những cái ly này thì mình cũng để ở trong greenhouse để có ánh đèn và nhiệt độ ấm nha các bạn. Đó, thì mình may ươm được 4 ly cây hoa hồng Eden nha. Mà Quỳnh Mai cắt hai nhánh thì còn cái nhánh còn lại như thế này Quỳnh Mai sẽ kiếm ly để làm thêm dài cành nữa các bạn. Đó, như thế này. Cái nhánh cây hoa hồng nó không có chìm ở trong nước như mình ngâm thấy, nó chỉ chìm một cái phần phía dưới có mắt lá đó các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái mắt lá đó. Đó, thì thuốc nó sẽ tác dụng vào trong cái mắt lá đó, rồi nó sẽ mọc ra rễ nha. Rồi rễ trắng mọc ra thành từng chùm ở dưới thì mình sẽ lấy ra, mình bỏ vô đất mình trồng. Đó, thì mình chỉ ngâm một cái phần mà có mắt lá thôi chứ mình không có ngâm nguyên cái cành cây hoa hồng vào trong nước nha. Đó, và những cái ly này thì mình để vào trong cái greenhouse hoặc là để vào trong cái gara mà có máy hít và có grow light nha các bạn, thì nó mới lên nha. Vậy thì hôm nay video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.